Sám văn. Đại chúng đã biết chư thiên thần dương luôn có ân đức che chở như vậy mà chúng sinh chưa từng nghĩ nhớ phát tâm báo đáp ân đức ấy. Cổ nhân còn có thể xả thân chỉ vì nhớ ân một bữa cơm giúp họ no lòng. Huống chi chư thiên chư thần, Bát Bộ thần dương, Bát Bộ thần tướng, đối với chúng sinh có ân đức nhiều như thế, có thể nói công đức ân huệ này rộng lớn vô bờ, không cùng tận. Chư Đại Bồ Tát thường tán thán: thiện tri thức là nhân duyên rất lớn, giúp ta tiến thẳng đến đạo tràng, nên dù tan xương nát thịt cũng có thể báo đáp lòng từ rộng lớn, thâm ân cao cả dường ấy. Giải thích: chúng ta tu theo Phật giáo là nguyện thành Phật đạo, từ địa ngục A Tỳ cũng có hóa thân Bồ Tát Địa Tạng Vương. Ngài dùng đủ phương tiện giáo hóa chúng sinh trong địa ngục thoát khổ. Trong địa ngục, kể cả hàng ngoại đạo cũng có hóa thân Đại Bồ Tát đến độ họ. Trong Phổ Môn Phẩm giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm dùng đủ hình tướng hóa độ. Thế nên đã là đệ tử Phật thì ta không nên tùy tiện phê bình các tôn giáo khác. Người chân chính học Phật cần phải có tâm khoan dung từ bi, xem tất cả bình đẳng, dung nạp tất cả chúng sinh không ngại. Bá tính bình dân Trung Quốc thường thờ ngũ đại tiên là hồ ly, chồn, rắn, chuột, nhím. Bọn chúng vốn thuộc tầng lớp súc sinh, nhưng người dân lại tôn là tiên và ưa thờ, còn thắp hương lễ bái chúng để cầu xin này nọ. Nhưng nếu xét theo lục đạo thì con người vốn ở trên cao hơn súc sinh, vì vậy ta không nên khấu đầu lại súc sinh cầu nó ban phúc. Bàn về khí công đồng bóng. Có người hỏi tôi, Phật giáo nêu lý nhân quả giúp người mê lầm thức tỉnh, sửa lỗi hướng thiện, đạt được mục đích cứu người rất tốt. Nhưng hiện nay có nhiều kẻ trị bệnh xuất hiện dưới dạng đồng bóng, khí công vân vân, cũng có thể giúp trị lành bệnh, danh tiếng đồn gian, thịnh hành một thời. Mà những thầy khí công đồng bóng này có kẻ cũng nói chút ít về nhân quả. Vậy là thế nào? Tôi đáp, dùng lý nhân quả trị bệnh thân cho người chẳng phải là mục đích cứu cánh của Phật giáo. Đây chỉ là một thủ thuật, một phương tiện nhằm giúp người tin nhân quả thực sự có tồn tại. Nhờ vậy mà họ chịu tự giác kiểm điểm ngôn hành bản thân, nguyện đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Không những đời này có thể sống hạnh phúc, diễn ly tai qua, thậm chí phúc lìa đời có thể đạt đến thiền chung, giảng sinh về cõi lành hay cực lạc, vĩnh viễn thoát ly khổ hải. Một người hướng thiện có thể giúp nhiều người được lợi, đông người hướng thiện có thể giúp giảm bớt tội phạm, tịnh hóa xã hội. Đây chính là lý tưởng cứu nhân độ thế của Phật giáo. Còn hạng đồng cô bóng cậu có thể trị bệnh là sao? Do trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã giảng rất rõ về 50 loại ma ngũ ấm, nên ở đây tôi chỉ giải thích sơ thôi. Phải biết những thầy khí công đồng bóng hay quỷ thần, họ cũng từ lục đạo luân hồi sinh ra. Vì thầy khí công chân chánh cũng có thể là từ cõi thiên chuyển sinh xuống dân gian, hoặc kiếp trước đã từng là một tu sĩ có công phu tốt, căn cơ cao và nhạy bén, nên đời này khi họ đã tọa luyện công thì khả năng tiềm ẩn bỗng phát ra. Đặc điểm đã nhận diện những người này là họ sống chân thật, hết lòng vì người, biết thông cảm, trị bệnh thu phí hợp lý, chẳng dối lừa. Họ dùng chánh khí tu luyện của bản thân ép khí bệnh của người ra ngoài. Nhưng cũng có một số thầy tà giả mạo, họ mượn khí công trị bệnh nhằm mưu danh trục lợi kiếm sắc. Những người này tuy có thể chạm tay tới thì bệnh tiêu, song họ rất thích mê hoặc người, thèm khát được trọng vọng lễ bái cung phụng. Những hạng này rất dễ nhận ra, vì bọn họ luôn tự thổi phồng, khoe khoang bản thân, đề cao tự ngã, còn dám cuồng ngôn vọng xưng mình là Phật, Bồ Tát, Đại Thánh. Quý vị phải phân biệt rõ điều này. Thực ra chư Phật Bồ Tát có thừa khả năng hóa hiện độ người, không bao giờ mượn thân xác phàm trần bất tịnh để gá vào. Nên tuyệt không có chuyện Phật Bồ Tát nhập vào xác phàm nào đó để trị bệnh. Chỉ có quỷ ma mới dối xưng mình là Phật Thánh Bồ Tát để gạt những người nhẹ dạ cả tin. Những thầy tà giả mạo này kiếp trước đều là ma dương, ma dân, ma nữ, đại lực quỷ thần, phi hành dạ xoa vân vân.
họ thuộc các loại ma trong Kinh Lăng Nghiêm đã mô tả. Đa số bọn họ thích mượn danh Phật giáo, mê hoặc chúng sinh. Họ giống như những lang băm chuyên bào chế, buôn bán thuốc giả, nhưng có uy tín, nổi danh hơn. Còn hạng đồng câu bóng cầu hay những kẻ tự xưng mình là đại tiên, đại thánh, đa số đều là tinh linh, yêu quỷ, tà nhân hoặc hồ ly linh xà đã chuyển sinh trong nhân gian hoặc gá dựa vào thân người. Đặc biệt, hạng này rất tham tài lợi cúng phẩm, ưa bày trò quyến hoặc, lòng giả thành chân. Những loại yêu ma kể trên, không tính kẻ giả mạo, đều có thể nói ra vài chuyện quá khứ, vị lai, kể danh sách các bệnh hoạn trong thân nạn nhân và có thể phát công trị bệnh. Có lúc cũng đạt được hiệu quả, nên dễ mê hoặc làm điên đảo lòng người. Thế thì vì sao bọn họ có thể thành công, thu được hiệu quả? Đầu tiên, phải giải thích vì sao thiên hạ bệnh. Đa số người mắc bệnh đều do lỗi sát sinh ăn thịt mà chiêu lấy bệnh hoạn hành thân. Do thân xác các loài vật bị người giết ăn, thần thức chúng không còn chỗ nương. Vì muốn phục thù nên chúng gá dựa vào xác thân cừu nhân hoặc sống vất dưỡng tại lò giết mổ. Nếu người ăn động vật này càng nhiều, tùy theo phúc đức họ mạnh yếu mà thần thức vật sẽ đeo bám gá trên thân họ nhiều ít. Thông thường thì chúng bám ngày càng đông, năng lượng xấu này tích tụ mỗi ngày một đấng, hình thành ổ bệnh, dần dần khiến người tạo ác cảm thấy bộ phận hay cơ quan nào đó trên thân mình đang cực kỳ khó chịu, đau đớn. Lúc này tất nhiên bệnh nhân cần chữa trị. Nếu trị lành thì đó là nhờ phúc báo đời trước bệnh nhân từng tích lũy mà được. Còn nếu ác nghiệp họ tạo đời này lớn hơn phúc báo hiện có, thì họ phải tiêu tốn rất nhiều tiền và ôm lấy thống khổ vì đang bị quan gia theo báo thù tính sổ. Nhưng do bệnh nhân không hiểu biết Phật Pháp, nên khi mắc bệnh, họ lại vội vàng dùng thịt loài vật tẩm bổ thêm, làm cho đây là dinh dưỡng cực tốt cho xác thân. Nào biết rằng mình đang đào thêm quan trái chất chồng. Cho nên, việc uống thuốc, chích tim, phẫu thuật chỉ là giải trừ thống khổ tạm thời. Sau đó sẽ có nhiều bệnh bộc phát tiếp theo, khiến người bệnh cảm thấy thuốc men vô hiệu, nên họ mới chuyển qua cầu thần xem bói. Phải biết, các đồng câu bóng cầu tự xưng là đại tiên, đại thánh kia, đa số đều là quỷ tà, tinh linh, loài vật gá dựa. Trong Lương Hoàng Sáng giảng, người có vật gá thì thân phát ra mùi động vật, bởi thần thức cùng thần thức tương thông. Khi các loài gà, vịt, bồ câu gá trên thân người để báo quán, mà gặp đồng câu bóng cầu có tướng tinh hồ ly, lang sói, gá dựa ra quy, thì chúng vừa nghe hơi là đã chạy trốn. Nếu hồn vật báo quán là các loài ếch, thỏ bám trên thân người bệnh mà nhìn thấy thần thức rắn đang gá trên mình độc cô, thì chúng sẽ phát sợ bôn đào ngay. Có nghĩa là nếu những thần thức vật gá vào báo quán thuộc loài lớn hơn thì sẽ không bị cái đồng cô là loài nhỏ thua chúng dọa chạy. Chỉ khi nào người bệnh mời được những đại tiên tầm cỡ mang tướng tinh ác long, sư tử, hổ báo tới thì mới có thể đẩy lui chúng. Đây chính là vì sao người ta thường đánh giá thầy này công lực lớn, thầy kia công lực nhỏ. Cũng là đường lối trị bệnh của các thầy khí công, đồng cô, bóng cầu. Thêm một điều nữa, bạn cần phải biết, dù kẻ tự xưng đại danh y kia chỉ là thường nhân, chẳng phải đại tiên chi cả, thì họ cũng có thể tạm thời hù dọa bệnh chạy. Nhưng cừu gia sớm muộn gì cũng quay về lại. Chúng ẩn núp tại vùng bệnh hay di chuyển đến các bộ phận khác. Cũng có khi chúng tạm rời thân bạn 5-3 ngày hay 10 bữa nửa tháng chi đó, thậm chí còn chịu lìa bạn trong thời gian dài, rồi sẽ quay về tìm bạn tiếp. Chúng làm vậy để bạn không ngừng kiếm thầy giỏi, tiêu cho hết tiền, nhằm phá tận tài sản bạn. Đây chính là một kiểu báo quán phá trong nhiều chiêu trò của quan gia. Có lắm bệnh nhân phải chữa trị liên tục nhiều đợt, phải đem tiền, quà, lễ vật dâng thầy và đi khắp nơi đồn ra. Thầy này công lực giỏi lắm, vì ổng vừa giơ tay là tôi cảm thấy phát nhiệt, dễ chịu ngay. Thực ra bệnh nhân không hề nói dối, nhưng họ hoàn toàn chẳng biết rằng đây chỉ là chiến thuật ma mãnh của đám báo quán tung ra. Chúng đang chơi trò du kích, đùa bỡn họ. Nếu tôi giải thích tới đây mà bạn vẫn chưa hiểu, thì xin tạm ví dụ thế này. Giả như hồi trẻ tôi từng ăn hiếp, bắt nạt một hay nhiều đứa bé,
do chúng tuổi nhỏ sức yếu, không thể phản kháng nên ôm hận trong lòng. 20 năm sau tôi già đi, còn các bé này đã trưởng đại thành người khỏe mạnh cường tráng. Lúc này là dịp tốt để chúng tìm tôi báo thù. Ác báo của tôi liền hiện, khi đó tôi sẽ tìm người mạnh hơn cầu cứu. Người mạnh này khi nhìn thấy đám trẻ xúm nhau bắt nạt một lão già, liền tung quyền cước đánh đuổi kẻ thù của tôi chạy đi. Nhưng người mạnh kia không thể nào cứ theo sát bên tôi mãi. Thế là cựu nhân của tôi được dịp quay trở lại báo quán tiếp, hành hạ hay giết chết tôi là tùy chúng quyết định. Giả như tôi gặp một thiền tri thức hiểu chuyện, ông sẽ hỏi đám trẻ: vì sao xúm nhau ra đòn ức hiếp người già? Trong lúc đám trẻ giải thích nguyên nhân và tôi thừa nhận rồi, vị thiền tri thức này trước tiên sẽ phê bình tôi. Do hồi trẻ phạm tội ăn hiếp người nên bây giờ phải bị đập, bị hại. Đó chính là báo ứng nhân quả. Tiếp đến, ông giảng tôi nghe đạo lý làm người. Khi tôi hiểu rõ rồi thì ông khuyên tôi xin lỗi nhận tội với đám trẻ, buộc tôi phải sám hối và tiến hành việc cứu chuộc đền bù đối với những kẻ mình từng làm tổn hại. Như vậy đối phương chắc chắn sẽ tha thứ, không làm kẻ thù cùng tôi nữa. Những cừu gia tôi vừa ví dụ đó giống như những chúng sinh bị chúng ta giết ăn. Còn thiện tri thức chính là Phật Pháp. Bồi thường cứu chuộc tức là thành tâm sám hối, tụng kinh niệm Phật siêu độ cho những chúng sinh bị giết hại. Những chuyện này tôi đã kể ra rất nhiều. Nhân đó tôi có thể bảo đảm đoan chắc rằng chỉ cần quý vị hãy nhận ra lỗi là sửa liền, chịu tu tỉnh ăn năn, nhất định sẽ thấy hiệu quả di diệu ngay. Song có điều cần giải thích rõ: nếu quý vị vì muốn lành bệnh mà bất đắc dĩ phải niệm Phật tụng kinh, song không hề có chút tâm thành muốn sám hối, thì sẽ chẳng thu được kết quả tốt đâu. Bởi vì những quan gia trái chủ của bạn, một khi hồn lìa cõi xác và chuyển sang cảnh giới sống bằng thần thức, thì chúng đều có tha tâm thông. Nên bạn có thành tâm sám hối, có thực lòng ăn năn những lỗi đã phạm với họ hay không, họ đều biết thấy rõ hết. Như tôi đã giải thích, do sát sinh mà bị bệnh, đây chỉ là một lỗi trong thập ác. Thế thì còn chính lỗi ác khác nữa cũng là nguyên nhân chiêu về bệnh khổ. Tôi chẳng cần kể lể hay nêu ra dông dài ra làm chi, xin quý vị chịu khó xem kỹ kinh Địa Tạng và Lương Hoàng Sám thì rõ. Tôi dám khẳng định, nếu đã minh bạch đạo lý trong kinh giảng thì các vị chẳng cần đi tìm các bậc đại đức cao tăng hoặc người có thần thông để mà hỏi han lung tung hay cầu chữa trị làm chi nữa. Bởi Phật là Đại Y Dương, nên những gì Ngài thuyết giảng trong kinh đều là lương phương diệu dược, có thể chữa lành 84.000 chứng bệnh và phiền não của chúng sinh. Chỉ cần chúng ta chịu hành trì thì không gì mà không ứng nghiệm. Phật Pháp cũng chẳng có gì bí mật, chân tướng vũ trụ nhân sinh Phật đều giảng rõ trong kinh. Nhưng phần đông người ta lười biếng chẳng chịu xem, mà lại khoái tin vào những phù phép du thuật, đồng bóng thần thông bối quẻ, vì cho đó là thần cơ diệu toán. Kết quả họ chỉ tốn tiền phí sức mà chẳng thu được lợi ích thực sự nào. Ha ha ha,